Xin chào tất cả các bạn, mình là Tính, mình giới thiệu Trung Tính đó mọi người. Đây là trên tay mình đang cầm cái men Acet H81ME. Cái bệnh đấy là anh em H81ME. Cái bệnh này là men đầy đủ nguồn chạy mà một dấu chấm. Đây mình sẽ ok men đầy đủ nguồn mà qua một dấu chấm dắt. Nó sẽ không nhận phím luôn. Chích nguồn chứ nãy giờ chưa chích nguồn mà. Đây anh em, một dấu chấm thấy chưa? Một dấu chấm. Ok chưa? Đây là một video là một bị một dấu chấm. Ở đối với những cái dòng loại này là đang tín hiệu từ con EO qua HM bị lỗi. Đối với những ba này mình sẽ có hai cách xử lý nha. Bây giờ mình sẽ có cho anh em coi hai cái cách xử lý. Đây cái thứ nhất là mình dùng cái nhíp mình cặp để cho anh em xem. Mình xử lý hai cách nha. Cái đầu tiên thôi, ok, bây giờ là cách thứ nhất nha. Bây giờ khởi động này cho anh em xem nè. Mình sẽ sử dụng hai cách để xử lý. Anh em để ý nè, nhiều anh em hỏi bên em cái vơ van này nè, mình sao thấy chưa, ok chưa? Cách thứ hai là mình cần một cái zoom. Đối với những giò anh em ở xa không cái zoom này, đối với những anh em thợ ở xa hay là người dùng ở zoom này, đối với em mình hát tấm Acet nha. Đây mình nhấn zoom này, ngăn này chân thứ 9, thứ 10 và chân số 12. Trên cái cổng TB đang lỗi nguồn TBM nha. Trên cái zoom này chân số 9 với chân số 10 chân 12. Ok nha. Nhiều anh em sử dụng cách này, hạ cách nào cũng được, tùy thôi. Ok. Ok nha. Em đang bị má báo nguồn nữa. Mình sẽ sử dụng cách câu dây nha. Tại sao? Tại vì nhiều lúc mình để cái zoom ở đây, người dùng mình á, người dùng sơ ý đi. Người dùng sơ ý tắt cái rút cái zoom ra thì nó sẽ báo lỗi mình nha. Người dùng sơ ý tắt cái zoom ra, tháo zoom ra, nó sẽ bị lỗi lại. Mình thợ thì không sao, người dùng sẽ làm gì được, bị lỗi nha mọi người. Nên mình sẽ chọn cái cách là mình còn nằm rõ đây cho xem. Còn đối với những khách ở xa hoặc là những anh em mà không gần á, ở xa mà không có điều kiện trong bữa họ thì kiếm zoom này ở trong men nào cũng có, hầu như men GH81 Acet này, men hiệu gì nó sẽ cũng có nha mọi người. Nó có đầy đủ hết luôn nè, nó đầy đủ tất cả cái dắt hết. Mình chọn cái gói này làm cho tiện lợi nha. Tùy thôi, có hai cách anh em muốn xử lý cái nào cũng được. H81MK mày nha. Rồi ok, cái này là báo nguồn quá nhiệt nha mọi người, mình sẽ xử lý sau đó, không sao hết. Cái này là báo nguồn quá nhiệt. Nào, nguồn quá nhiệt hả? Số 7. Nào, cái nhiệt độ của nguồn xương nó cao thấy không? Nó lên một con 4 con luôn ghê chưa? Thấy chưa? Lên 24 con thấy chưa? Hoặc là 12 con lên 24 con luôn.
nguồn 24V. Đây, xử lý tim pan này nữa thấy không? Ok, 12V mà, 12V đây. Con chở này 11kg, con chở 1kg. Một cái men này nó sẽ sinh ra 2 ban nha. Mới còn 11kg, mới mà chở 1kg mới sửa cái quy ra, vừa xong thay chở đây mà. Mười một kg đây, kiếm chở 1kg nữa, cái nào cho phụ cũng chở 1kg thôi, như trong đây có mà, có mà. Thời gian kiếm thôi chứ có gì đâu không có.